suy nghĩ về trái đất, về điều tôi cho rằng quan trọng nhất. Tôi muốn hát cùng bạn bè nhưng họ đang bận làm việc vì điều họ cho rằng không muốn mất. Tôi đang suy nghĩ về bản thân, tại sao tôi muốn nhiều điều đơn giản nhất. Tôi muốn hát cùng mọi người nhưng họ đang bận học hành, tinh thần nghiêm túc chẳng vui chút nào. Phải sống ra sao? Phải sống thế nào? 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 Bởi vì trái đất chính là cát xanh. Suy nghĩ về bản thân, về điều tôi cho rằng quan trọng nhất. Tôi muốn hát cùng bạn bè nhưng họ đang bận làm, tinh thần nghiêm túc chẳng vui chút nào. Phải sống ra sao? Phải sống thế nào? 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 Bởi vì trái đất chính là hạt cát xanh trong sao mà mênh mông những vì sao. Vì vậy không biết phải sống thế nào, phải sống thế nào khi là hạt cát xanh trong sao mênh mông những hành tinh. Chỉ cho tôi biết phải sống thế nào, phải sống thế nào. Bởi vì trái đất chính là hạt cát xanh trong sa mạc mênh mông những hành tinh. Chỉ cho tôi biết phải sống thế nào, phải sống thế nào.